để chúng ta tăng lên một chút xíu thôi, không mà nếu tăng quá thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là rít rít. Còn sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi, giờ có đơn đau nào em ơi ngày mình xa nhau. Xin kính chào toàn thể anh em đam mê âm thanh nhé, cụ thể là anh em đam mê karaoke. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách để căn chỉnh một chiếc một cái bộ dàn âm thanh gồm có một cái âm ly Jaguar 203N kia và một đôi loa Boss 601 này. Về cái cách căn chỉnh nó một cái dài đơn giản này thôi, nhưng mà anh em căn chỉnh tốt thì anh em vẫn sẽ có được một cái bộ dàn karaoke tương đối là như ý, hát tương đối là ok cho anh em. Mình không nói đến những cái dàn chuyên nghiệp nhé, bởi vì cái này so với những chất âm của những dàn chuyên nghiệp thì sẽ không thể bằng được, bởi vì có những cái mà dàn chuyên nghiệp nó có và những cái bộ dàn đơn giản này không bao giờ có được, chẳng hạn như là tiếng giò vợt và cái khả năng chống hú rít. Tiếng giò vợt của những cái dàn chuyên nghiệp nó sẽ rất là hay, anh em nghe trên tivi như thế nào, ca sĩ hát như thế nào thì ở trên cái dàn chuyên nghiệp nó sẽ đưa ra cái âm thanh được như vậy. Nhưng mà cái dàn karaoke nhà chúng ta này bán chuyên thì nó cái tính phần hiệu ứng của nó sẽ không được hay lắm. Cụ thể là nó sẽ chỉ sử dụng cái hiệu ứng là echo thôi, lặp đi lặp lại thôi, chứ nó sẽ không có cái tiếng gì vợt mà anh em hay thấy các ca sĩ hát ở trên tivi hoặc ở những cái trung tâm thu âm băng đĩa nhạc ấy, người ta hay có đấy. Thì cũng nói qua với anh em là cái về phần thiết bị âm thanh ấy, thì nếu mà có điều kiện mà mua được những cái đồ chính hãng thì đồ hãng ấy thì bao giờ nó cũng sẽ là đưa ra cái âm thanh ổn hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng những cái hàng rẻ tiền như là hàng nhái, hàng fake mà mình đang quay cho anh em ở đây. Nhưng mà nếu anh em chỉnh sửa tốt, cái khả năng cái đôi tai của anh em tốt thì anh em vẫn sẽ đưa nó thành một cái bộ dàn tương đối là ok cho phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc cũng như là hát hò của chúng ta, mà kinh phí chúng ta bỏ ra rẻ hơn rất là nhiều so với chúng ta phải bỏ ra tiền một số tiền lớn nhỉ để chúng ta mua một cái bộ dàn chính hãng. Đấy, quan trọng nhất vẫn là cái khả năng chỉnh sửa cái đôi tai nghe nhé anh em nhé. Kể cả nếu mà đưa cho anh em một cái bộ dàn đắt tiền, cũng là con âm ly Jaguar 203N này hàng xịn, một đôi loa Boss 601 này hàng xịn, đấy, thì mà anh em mà không biết lối chỉnh sửa nó thì nó cũng trở nên là vô nghĩa. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em về cái cách để căn chỉnh cái âm ly cụ thể là những dòng âm ly tương tự như cái con âm ly Jaguar PA203 này, làm sao để cho chúng ta có thể tận dụng được cái dàn hát rẻ nhưng mà vẫn mang cái chất âm ok, nghĩa là chúng ta có thể hát được, phục vụ cho cái đam mê âm thanh của chúng ta ở gia đình. Đấy, một cái bộ dàn như thế này thì nó rẻ thôi, vài triệu thôi anh em nhé, chứ không phải là dàn đắt tiền đâu nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái micro mẫu. Đây là cái micro mà anh em thấy ở trên cái kênh của mình rất hay sử dụng. Đấy, bởi vì nó là cái micro chuẩn chung để mình có thể so sánh giữa các thiết bị khác với nhau. Trước tiên thì anh em để ý cho mình là ở trên cái âm ly của nhà chúng ta thì nó sẽ có các nút cũng như là các phần chỉnh cho micro. Đấy, chỉnh cho micro, chỉnh cho effect, rồi chỉnh cho nhạc. Và đây là master tổng chung cho cả toàn bộ máy. Thì nguyên lý của nó sẽ như thế này. Hai cái micro ở trên đây có như con âm ly này, nó sẽ hỗ trợ hai micro 1 và micro 2. Hai micro này nó sẽ đưa tín hiệu xuống dưới phần effect này, tức là cái phần echo này này. Đấy, sau đó tín hiệu từ phần echo này sẽ gửi về đây. Đấy, còn lại đường nhạc chúng ta lấy tín hiệu từ điện thoại hoặc từ tivi, nó sẽ đi vào cái phần xử lý này. Đây chính là cái phần xử lý cho cái đường music của chúng ta. Sau đó phần music này xử lý xong rồi cũng sẽ đưa về cái phần master tổng này. Đây sẽ là cái master tổng chung cho toàn bộ cái con âm ly này nhé. Về phần chỉnh thì trước tiên chúng ta sẽ đưa
tất cả các phần các nút âm sắc của toàn bộ máy về vị trí không. Vị trí không như ở đây chúng ta có thể nhìn thấy này, trừ 15 cộng 15 thì không của nó sẽ ở trên đây. Đối với những con âm ly mà nó ghi số 0 ở đây và ở đây là dương bao nhiêu đấy, dương 12 hoặc là dương 15 hoặc là dương 24 dB thì chúng ta sẽ đưa về con số 0 ở đây. Còn ở đây của mình là trừ 15 và cộng 15 thì số 0 của nó sẽ là hướng 12 giờ. Tất cả các nút âm sắc chúng ta sẽ đưa về hướng 12 giờ nhé. Đấy, ở bên này master tổng cũng vậy. Và trên cái line của micro mình cắm vào của mình cũng sẽ đưa về hướng 12 giờ. Tức là đưa về vị trí con số 0. Ở cái vị trí con số 0 này thì tức là gì? Tức là âm sắc nó sẽ đưa qua và nguyên bản. Âm sắc nó sẽ đưa ra là nguyên bản nhé. Sẽ chưa được chỉnh sửa. Đấy. Tại sao chúng ta phải đưa về vị trí chuẩn này? Đưa về vị trí chuẩn này thì khi chúng ta alo cái micro này hoặc là cái nhạc mà chúng ta nguyên bản chúng ta phát ra khi đến loa và đến tai của chúng ta nghe được thì chúng ta sẽ nhận biết được là cái âm thanh nguyên bản này của dàn chúng ta nó đang bị thừa hoặc thiếu một cái gì đó, phần âm sắc nào đó, thì sau đó chúng ta mới bắt đầu là tiến hành đến là cái phần hiệu chỉnh nhé. Ở đây thì mình sẽ chỉnh cái phần âm sắc cho micro trước. Đấy. Thì mà ở đây mình sẽ cắm vào cái line số 2 và volume của micro mình sẽ nhích lên hướng tầm 9 giờ. Mình sẽ nhích lên hướng tầm 9 giờ nhé. Để mình nghe thấy tín hiệu của micro và cái này cũng 9 giờ, master tổng 9 giờ. Nhạc mình dập phải không? Tạm thời chưa phát nhạc. Đấy. Bây giờ mình sẽ alo thử cái tiếng micro. Effect về 0 này. Đây là cái volume effect này, mình cũng cho về 0 luôn này, để mình nghe thử cái tiếng micro so với cái tiếng mà mình nói bình thường không có micro này tai mình nghe được, và cái tiếng micro sau khi cái micro này nó thu âm của mình, nó thông qua cái bộ âm ly này ra đến loa và đập vào tai mình. Đấy, thì nó còn giống với cái tiếng nguyên bản của mình hay không, mình sẽ alo thử nhé. 12 alo 1 2 6 7. Đấy, alo như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái âm sắc như ở đây. Cụ thể ở đây mình thấy là cái âm của mình đang bị dư tiếng trầm. Thì mình sẽ hạ bớt cái nút low này xuống này. Đây này. Đó. Mình sẽ hạ bớt nó xuống nha. Và alo lại. Alo, 1, 2, 6, 7. Đấy, tiếng trầm nó dư một chút nữa thì chúng ta sẽ hạ xuống một chút nữa và... mình có cảm giác là đang bị thiếu cái phần giải trung. Giải trung thì chúng ta sẽ tăng giải trung lên một chút. Alo, 1, 2, 6, 7. Giải trung tăng lên một chút nữa. Và mình tăng thêm một chút về cái giải cao. Giải cao này mình tăng lên, giải cao này nó tầm rơi vào tầm cỡ 15 Hz đổ lên. À 10.000 Hz đổ lên nhé. Cái nút 2 này thì chúng ta tăng lên một chút xíu thôi, không mà nếu tăng quá thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là rít. Còn cái tiếng cái phần âm mi này nó sẽ gây hú rít, phần này thì nó gây rít xé luôn này. Đấy. Mình alo thử lại này. Alo, 1 2 6 7. Tiếng tương đối là gần giống với tiếng nguyên bản của mình rồi, mình cho này lên một chút nữa để tăng thêm cái độ thanh tiếng và hạ bớt trầm xuống, bởi vì đang dư nhiều trầm. Trầm này thì chúng ta không nên hạ nhiều quá, nếu hạ nhiều quá thì nó sẽ gây nên cái cảm giác là tiếng chúng ta bị mỏng. Đấy. Thằng này mà tăng lên nhiều quá thì nó sẽ gây hú rít, hạ xuống thì nó sẽ gây mất cái tiếng lời nói của chúng ta đi. Thằng này nếu mà tăng lên quá thì nó sẽ gây rít xé, và hạ xuống thì nó cũng gây nên cái hiện tượng là thiếu âm hoặc là tối tiếng của chúng ta. Đấy. Echo này 50. Ở dưới cái phần để điều chỉnh cho effect này thì chúng ta để ý nhé. Chúng ta để ý này, nút low và nút 2 này là chúng ta để cân bằng cho mình nhé. Không, tốt nhất là không nên chỉnh sửa, bởi vì ở trên đây âm thanh chúng ta đã chỉnh sửa rồi, thì đi qua đây chúng ta nên để nó đi qua nguyên bản. Không nên là để dư nút 2 hoặc là dư nút low này, nó sẽ gây nên cái cảm giác nhại lại bị dư 2 hoặc là nhại lại, cái tiếng nhại lại bị dư nút trầm. Sau khi chúng ta chỉnh xong rồi, về cái phần âm sắc nguyên bản chúng ta đã thấy nó
tương đối giống với tiếng của chúng ta, giọng của chúng ta nói. Alo, 1, 2, 6, 7. Thì chúng ta sẽ bắt đầu là trộn effect vào. Thì trộn thì như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy ở cái hàng effect này nó sẽ có một cái nút rip, repeat, repeat này. Nó chính là cái số lần lặp đi lặp lại chúng ta nói, và nó lặp lại bao nhiêu lần thì nó ở chính là cái nút này. Và cái nút delay, delay này chính là cái độ trễ giữa các lần lặp đi lặp lại. Thì chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao, căn chỉnh làm sao cho cái repeat khi chúng ta tập lưỡi một cái. Thì cái chúng ta sẽ nghe, khi chúng ta tập lưỡi một cái thì chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh nó dội lại, cái lời của chúng ta nó dội lại tầm 5 lần, 6 lần. Đấy. Không nên để dội nhiều quá nhé. Dội nhiều quá thì nó sẽ dư và sẽ gây khó chịu. Và cái delay này, làm sao chúng ta sẽ căn làm sao cho khi chúng ta nói xong thì cái âm mà nó dội lại nó chỉ kéo dài trong khoảng 1 giây hoặc hơn 1 giây một chút xíu thôi. Thì anh em đừng có để nó sau khi nói xong từ, chẳng hạn nói xong từ 1 rồi mà vẫn còn nghe thấy cái âm thanh nó vang vọng, nó kéo dài sau đó tầm 2 giây, 3 giây. Như vậy là rất là dư. Và dư như vậy thì khó hát và sẽ gây cảm giác khó chịu cho chúng ta hoặc là cho ca sĩ. Chẳng hạn như là những cái đoạn mà đọc, những cái ca khúc mà nó có những cái đoạn mà gần như là đọc ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái âm thanh nó vả lại. Đọc xong rồi mà hát đến câu sau rồi mà vẫn còn nghe cái câu trước nó vả lại. Đấy, nghe nó rất là thiếu chuyên nghiệp cho anh em. Còn về cái độ lớn của cái tiếng echo này thì chúng ta sẽ cân làm sao cho sau khi chúng ta nói thì cái độ lớn của cái tiếng echo nó sẽ chỉ được phép là thấp hơn cái âm thanh nguyên bản. Như mình nói từ 1 thì những cái từ 1, 1, 1 đằng sau là nó phải bé dần đi, chứ không được phép là nói từ 1 mà tự dưng cái từ 1 nó dội lại, nó còn lớn hơn cả cái từ 1 mà mình nói ra nguyên bản nhé. Như vậy thì sẽ là rất là khó để hát. Tiếp đến là cái nút mono và sitte. Nút mono và sitte. Cái nút này thì chúng ta nên để ở chế độ mono nhé. Nếu mà chúng ta để chế độ sitte thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng nghe nó không được nét lắm. Đấy là theo quan điểm của mình. Đấy, là cái nút sitte này nghe không được ok lắm, bởi vì loa nó sẽ chạy, âm thanh nó sẽ chạy từ loa này sang loa này và nghe cái kiểu không được nét, nhiễu. Thì anh em nên để cái kiểu mono để anh em hát. Rồi ở dưới đây thì cái công tắc để chọn AB thôi. Và cái nút 3S này thì chúng ta nên loại bỏ cái nút 3S này nhé, để chế độ off nhé. Còn chế độ on thì chúng ta nên để sử dụng để nghe nhạc thôi. Tiếp đến là phần chỉnh cho nhạc. Khi chúng ta chỉnh ok tiếng mic rồi thì chúng ta sẽ phải căn chỉnh đến cái phần nhạc. Phần nhạc thì chúng ta sẽ căn chỉnh là sao để cho nhạc và mic nó hòa quyện với nhau, chứ nó nếu mà nhạc sáng quá thì chúng ta cũng không hát được, mà nhạc tối quá thì chúng ta cũng sẽ không hát được. Và khi mà tiếng nhạc mà nó chỉnh chuẩn thì nó sẽ kéo được cái tiếng của chúng ta lên rất là tốt. Còn nếu mà nhạc mà chỉnh sai thì cái tiếng micro của chúng ta sẽ bị lạc hoặc là bị dìm cái tiếng micro xuống và sẽ gây cảm giác khó chịu, sẽ hoặc là không hát được. Còn phần master tổng này chúng ta sử dụng khi nào? Khi mà nhạc và micro chúng ta muốn hiệu chỉnh nhanh thì chúng ta sẽ nâng ở cái phần master tổng này. Thì chẳng hạn như chúng ta nâng nút lâu thì cả phần nhạc lẫn micro đều tăng cái chế độ lâu lên, hoặc là chúng ta tăng tép thì cả nhạc lẫn mic cũng đều được tăng tép lên. Tăng mi thì cả nhạc và mic sẽ đều được tăng mi. Thì cái này chúng ta trước tiên là chúng ta cứ để hệ về chế độ cân bằng, tức là về chế độ không. Âm thanh đi qua của con này sẽ là nguyên bản, chưa bị chỉnh sửa nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cái tiếng nhạc. Chúng ta sẽ mở một ca khúc lên. Và tốt nhất là cái ca khúc đấy thì chúng ta nên là cái ca khúc mà chúng ta quen rồi. Thì chúng ta nghe nhạc nó sẽ chuẩn hơn. Không nên là mở những ca khúc nhạc sống. Những ca khúc nhạc sống thì người ta đánh thì nó sẽ có những ca khúc nó sẽ hơi dư bát tép. Nên là chúng ta để ý nhé. Đây, bây giờ mình sẽ căn chỉnh đến nhạc này. Mở nhạc lên này.
nhạc mình nghe thì đang thấy là bị bị hơi bị ồ tiếng ở trong cái tầm cỡ dải 200 Hz, thì chúng ta sẽ hạ cái nút low này xuống, hoặc là nút mi này. Nút mi này thì nó nằm ở khoảng tầm 5 kHz, thì chúng ta sẽ nâng lên một chút xíu để cho cái tiếng 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 nhạc nó sẽ sáng hơn một chút nhé. Phần tép thì mình sẽ nghe lại xem phần tép đã đủ chưa nhé. Rồi, tép mình cũng sẽ tăng lên một chút xíu nhé. Rồi, ok rồi. Đấy, thì sao tiếng nhạc và tiếng micro, cái âm sắc của nó phải tương tương nhau. Chứ nếu mà tối quá hoặc sáng quá lệch nhau quá là không được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đến cái điểm hú rít của micro. Thì mình sẽ phải sử dụng hai tay, mình sẽ gác cái điện thoại của mình lên cái gậy quay phim nhé. Mọi người chờ mình xíu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tìm, khi mà cái phần âm sắc của chúng ta đã đạt rồi, âm sắc của micro đã đạt rồi, thì chúng ta sẽ tìm đến cái bắt đầu đến cái chúng ta sẽ đi triệt tiêu cái âm hú rít bằng cách là tìm điểm hú. Tìm điểm hú thì sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ mở micro lên như thế này và mở thêm một chút effect lên. Alo, alo, một 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 Đây. Thì hiệu chỉnh được cái effect rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là tăng cái volume, vừa tăng vừa alo thử đến khi nào, tại cái khoảng cách mà chúng ta ngồi chúng ta alo đến khi nào mà chúng ta nghe thấy loa bắt đầu chuẩn bị phát sinh tiếng là sen, tiếng hú rít, thì chúng ta dừng lại và quay ngược lại một chút để tạo sự an toàn nhé. Chẳng hạn mình ngồi đây cách cái loa này nó chỉ rơi tầm cỡ 1 mét, hơn 1 mét thôi, và mình sẽ tăng dần cái volume này lên, vừa tăng vừa alo này. 1 1 2 2 2 6 6 7 7 1 1 2 2 2 2 6 6 Đó. Đây là bắt đầu chuẩn bị phát sinh tiếng la sen này, chuẩn bị tiếng hú rít xuất hiện, thì chúng ta sẽ quay ngược lại cái volume này một xíu. Đấy, để tạo sự an toàn. Alo, Alo, 1 1 1 2 2 Đấy, như này thì tiếng micro chúng ta sẽ không bị rít tại cái khoảng cách của chúng ta ngồi. Đấy, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều nhé. 1 2 6 6 7 7 1 1 2 2 Alo, Alo, 1 1 2 2 2 Rồi, và tiếp đến là chúng ta sẽ đến cái phần trộn nhạc. Thì chúng ta sẽ vừa hát vừa trộn cái phần nhạc lên, để mình sẽ dựa cái đấy. Mình sẽ trộn tiếng nhạc làm sao cho nó vừa to, nó vừa phải so với tiếng micro mình là được nhé mọi người nhé. Alo, Alo, 1 1 2 2 đã làm một cái video chia sẻ cho anh em về một cái cách thức để chúng ta có thể căn chỉnh một cái âm ly rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta sẽ không bao giờ đưa được nó về một cái cỡ tốt nhất để chúng ta có thể phục vụ cái nhu cầu hát hò giải trí cho chúng ta được. Đấy. Rồi anh em mà có những cái vấn đề gì còn chưa rõ hoặc là cần tư vấn thêm thì chúng ta có thể để lại comment ở bên dưới để mình
hoặc là liên lạc với mình theo số điện thoại ở trên bài để mình sẽ giải đáp thêm cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nhé.